Vừa qua, Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức chương trình trao học bổng Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 cho 34 đoàn viên công đoàn với tổng kinh phí là 202 triệu đồng. Trong đó, mức học bổng cao nhất là 11 triệu 465 ngàn đồng, thấp nhất là 1 triệu 500 ngàn đồng. Những đoàn viên người lao động nhận được học bổng đều là những cá nhân đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tích cực trong học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, đóng góp vào sự phát triển của cơ quan, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn. Đây là chương trình được thực hiện nhằm tuyên truyền hiệu quả phong trào học tập và xây dựng xã hội, cũng như là học tập suốt đời trong đội ngũ đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức người lao động, qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thích ứng với điều kiện phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới.